Bà làm thế nào chứ bà bảo cậu Đông nè. Nhưng mà bà đừng có mắng cậu Đông này đã qua, cậu Đông này chủ quan rồi ấy. Tại vì khi nào cậu Đông này không cho bà biết đâu, bà với bà chủ đấy. Tao nhớ mang người yêu về đây là tao cũng không thích thật cái gì hết. Đã ngồi ra nào. Đây, ở đây mới ngồi hết bột rồi đây. Ra đây. Vừa rồi nhá. Con chả
vào đây làm ăn hay làm gì? Đấy. Con đây, cậu Đông bảo con là con đi tìm người yêu cho cậu Đông nữa. Đấy, nhưng mà con bảo là toàn những đứa ít tuổi hơn cậu Đông nên cậu Đông không yêu được đâu. Gì mà gọi nhìn cho hoặc khi con cháu mình nhà thân ấy. Đấy. Thế như mày thì như thế nào? Mày cũng ấy chứ. Ờ thì con cũng không ai mấy đứa. Mà con biết. Nhưng mà mày biết thế nhá, từ giấy thì tao không biết gì đâu, nhưng mà tao giao cho mày đấy là mày phải để ý cậu Đông đấy, là xem tình hình là cậu yêu đương với cô nào đấy nhá, mày phải mắt tao đấy. Nhưng mà con bây giờ con phải học nữa, con làm gì biết cái gì đâu, con cũng kể là không theo sát nhiều lo bà. Mày không làm gì không theo sát là tao rồi, là trong công nhưng mà con phải học nữa. Học thì ngoài giờ học ra chứ gì nhá. Ngoài giờ học ra thì con cũng còn mấy cái việc bận bận nữa. Nếu mà theo sát được ấy thì con cũng theo sát được tí rồi. Gì đâu. Ừ, theo được đâu thì theo, mày cứ về mày cứ truyền lại cho tao. Nhớ chưa, thì tao còn phải xem xét thế nào chứ. Nếu mà kỹ thì con có thể theo sát được. Còn những cái gì mà kể là đi theo cho đồng yêu những cái cô là thì chắc lúc cái còn chiêu. À, như này. Theo sát được rồi, con có thể theo sát được rồi. Còn nếu mà như nhà thì con cũng sẽ đưa lại nhá. Mà thì bây giờ mà mình không theo dõi được thì tao làm sao mà theo dõi được trên mình rất là đông rồi. Rồi là suốt rồi là đấy.